Thưa quý vị và các bạn thân mến, bữa nay Má Tư sẽ kể chuyện nghệ sĩ Linh Tâm bị rớt đèo ngay cái miếu Ba Cô ở Đèo Bảo Lộc. Đây là một câu chuyện có thật và rất ly kỳ. Nội dung như thế nào, xin mời quý vị và các bạn theo dõi ngay sau đây. Xin cảm ơn rất nhiều. Má Tư, ngày đó là trưa mùng 1, cái chuyện này là chuyện tâm linh có thật. Nghệ sĩ Linh Tâm là người bị rớt đèo. Khi đó, Linh Tâm tranh thủ đi từ thành phố Hồ Chí Minh, Linh Tâm lên Đà Lạt để diễn vào tối mùng 1. Thì Linh Tâm lái xe tới đây thì lại có hai người phụ nữ và một đứa em bé quá gian. Thời đó, xe cộ khó khăn lắm, đâu phải lúc nào cũng có xe. Thì lúc đó, Linh Tâm mới cho hai người đó với một em bé lên đi chung. Thì khi lên tới đèo Bảo Lộc, tầm khoảng chừng 3 giờ mấy, 4 giờ, thì ngừng lại, ngay cái miếu ba cô. Thường thường tới đó thì vô đó đốt nhang rồi rửa mặt. Lúc đó thì hai người phụ nữ đó và đứa em bé cũng xuống. Khi Linh Tâm xuống rửa mặt xong thì bắt đầu tất cả bốn người lên trở lại trên xe. Thì hai người đó ngồi ngoài sau với em bé. Khi đi qua khỏi cái miếu ba cô đâu khoảng 50 mét thì bị rớt đều. Lật xe rớt xuống. Thời đó là năm 1984. Thì ở dưới phòng văn hóa mới điện lên sở văn hóa Lâm Đồng. Nói là có một chiếc xe bản số như vậy. Rớt đều. Nhưng có một người nam lái xe và hai người nữ cùng với một đứa em bé. Thì lúc đó má với cậu Năm cứ nghĩ rằng là Linh Tâm chở Cẩm Thu với mẹ của Linh Tâm với bé Thu Trang là con của Linh Tâm. Lúc đó thì đoàn đang diễn, cậu đâu có đi xuống được đâu. Chỉ có má với Cẩm Nghĩa. Cẩm Nghĩa hồi xưa là làm ngoại vụ, bây giờ Cẩm Nghĩa vẫn còn ở trên Đà Lạt, sống ở trên Đà Lạt luôn. Thì má với Cẩm Nghĩa mới xuống dưới đó. Má bao chiếc xe, má với Cẩm Nghĩa xuống đó thì khoảng tầm 4 giờ chiều. Linh Tâm gặp má, Linh Tâm khóc quá trời luôn và buộc phải ngủ lại ở đó. Lúc đó má mới hỏi hai người phụ nữ với bé là ai thì linh tâm trả lời là những người đó thì quá gian nhưng mà có cái điều lạ là như thế này là lọt cái đèo thì hồi xưa cái đèo còn quan du lắm xe của linh tâm rớt xuống thì lúc đó linh tâm đi chiếc xe của chị kiều qua hồi xưa có hai cửa thôi nó cũng nhỏ thì nhờ mấy cái cây như là cây tre cây quan giả nó quấn ở trong cái vô lăng nó quấn trong mấy cái bánh xe làm cho cái xe nó cứ bọc bền bọc bền mà không có rớt xuống giật khi mà linh tâm mở cửa xe leo lên bò lên trên đèo rồi thì linh tâm không thấy ba người đó ở đâu hết thì lúc đó khi có đội cứu hộ xuống quan sát coi ba người đó có bị gì không thì cái cửa xe vẫn còn khép kín linh tâm nó không biết ba người đó đi hồi nào và khi linh tâm đi lên rồi là không có ba người đó rồi sau đó má kêu người ta buộc cái dây trên cái lưng của má rồi buộc đầu kia ở một góc cây nào đó bự bự má mới bò xuống đó má mới gỡ đồ gỡ đồ ở trong xe của linh tâm đem lên tại vì nếu để qua đêm thì sợ người ta lấy hết rồi mới đem về trở về thành phố đà lạt có điều má hoàn toàn không hiểu là ba người đó đã đi đâu không thể tưởng tượng được mà một đứa con nít 6 tuổi thôi và khi lên rồi thì không thấy ba người đó ở đâu hết cái chuyện này bây giờ linh tâm vẫn còn nhớ linh tâm là người mạng lớn lắm nha em linh tâm lúc đó hay gò má bị bầm hết trơn khi gặp má linh tâm nói anh thanh em tưởng là em không còn gặp được anh với anh linh nữa mà hơn có cái là ke rừng nó quấn vô cái chỗ mà như là bánh xe chỗ vô lăng nữa mà em biết cái xe nó còn nhúng như vậy mà anh chui vô anh mở cửa anh chui vô anh lấy son rồi anh lấy đồ trong xe đưa lên thì anh cũng an toàn vì anh buộc trong người nếu mà xe nó có tự rớt xuống thì anh vẫn còn dướng lại anh nghĩ là khoảng 20 mươi mét qua khỏi miếu ba cô thôi đó là cái chuyện của linh tâm khi nào mà gặp linh tâm thì em hỏi linh tâm linh tâm sẽ kể lại cho em nghe mấy chuyện đó nhớ đời luôn tất cả những chuyện gì mà má kể cho con nghe đó là chuyện có thật, không hư cấu, không dựng lên, không dựng chuyện. Má kể những chuyện đó, nhân chứng sống vẫn còn và chứng kiến. Sau đây là câu chuyện về miếu ba cô và chuyện ba cô gái áo trắng đêm đêm chặn xe giữa đèo Bảo Lộc. Câu chuyện này khiến cho nhiều người, nhất là cánh tài xế chạy đường dài phải lạnh sống lưng. Mặc dù ba cô gái ấy đã chết sau một tai nạn thảm khốc được nhiều năm rồi, là tuyến đường huyết mạch nối liền dùng Tây Nguyên rộng lớn với trung tâm miền Đông, tuyến quốc lộ 20 có rất nhiều đèo dốc quanh co khúc hiểu, vô cùng hiểm trở đặc biệt là đèo bảo lộc nằm trên địa phận của huyện đạ oai tỉnh lâm đồng với chiều dài khoảng 10 cây số tuy nhiên điều mà tất cả mọi người lạnh sống lưng khi vượt đèo bảo lộc là không phải vì những con dốc thâm thẳm cái núi cao sát bên vực sâu mà vì câu chuyện ba cô gái trẻ thường xuyên xuất hiện ở lưng chừng đèo đoạn đèo này có một khúc cua hình chữ c rất nguy hiểm chuyện kể rằng cách đây đã lâu có ba cô gái trẻ nhà ở thành phố đà lạt nhưng là sinh viên đang theo học dưới sài gòn đã rủ nhau về quê. Khi đang chạy xe vượt đèo từ hướng thị trấn Đạo Ai lên Bảo Lộc thì một tai nạn thương tâm đã xảy ra. Chiếc xe gắn máy chở ba cô gái đã mất lái lao xuống vực sâu ở một khúc cua giữa lưng chừng đèo sát bên chân núi, có vách đá thẳng đứng rồi dở tan. Kết quả của vụ tai nạn thảm khốc đó là chiếc xe và ba cô nữ sinh ấy đều tan nát, không tìm được xác. Dù gia đình đã cố gắng tìm kiếm cả tháng trời, có hàng chục người dân địa phương trong vùng đi tìm xác của nạn nhân vì quá thương xót cho những cô gái trẻ ấy, thân nhân của họ đã quyết định làm ba nấm mộ ở gần vị trí xảy ra tai nạn để cúng giếng linh hồn những người xấu số. Nếu câu chuyện chỉ có vậy thì sẽ không có gì đáng nói. Tuy nhiên, sau khi ba cô gái chết được khoảng hơn một tháng, thì cũng tại chính nơi đó lại tiếp tục xảy ra một vụ tai nạn. Lần này là một chiếc xe chở khách du lịch hướng theo chiều ngược lại từ thành phố Bảo Lộc về xuôi. Khi đến đoạn cua trơn, chiếc xe cũng mất lái và lao xuống vực sâu. Nhưng may mắn là trong tai nạn đó chỉ có bốn người thoát chết đó là một thanh niên và ba cô gái trẻ. Người thanh niên bị thương thì rất nặng, còn ba người con gái kia chỉ say sát và chàng trai ấy đã được ba cô gái kia dìu lên trên sườn dốc gần phía đường quốc lộ. Cả bốn người đều bảo với nhau sẽ cố gắng vượt lên dù quãng đường từ chỗ chiếc xe bị tai nạn tới mặt đường quốc lộ là khá xa, lại dốc cao, treo leo. Cuối cùng cả nhóm đã lên tới được đường lớn. Đó cũng là lúc chàng trai vì quá mệt mỏi nên thiếp đi, không biết gì nữa. Khi tỉnh lại thì mới biết mình đã ở trong bệnh viện đa khoa Bảo Lộc. Hỏi một số người xung quanh về vụ tai nạn và ba người bạn may mắn sống sót của mình ở đâu. Thì anh được trả lời rằng chiến xe đó chỉ có duy nhất một mình anh sống sót mà thôi. Họ không biết ba cô gái kia là ai cả. Không tin đó là sự thật. Bởi chàng trai chắc chắn có ba cô sinh viên đã dìu mình từ ở dưới vực đi lên mặt đường nên càng gặn hỏi. Lại còn miêu tả chi tiết về ba cô gái đó anh nói ba người tóc dài còn rất trẻ lại mặc áo trắng nữa ai nấy đều hãy hùng với đặc điểm nhận dạng của chàng trai đã miêu tả về ba cô gái đó và ba cô gái đó cũng chính là nạn nhân đã chết thảm khốc ở khúc cua ấy cách đó chừng một tháng tuy nhiên không chỉ có chàng trai chàng thanh niên đó gặp được ba cô gái đáng thương kia mà còn có một số tài xế xe khách của các hãng xe như phương trang thành bưởi chạy tuyến đường này cũng xác nhận họ cũng thường bắt gặp ba cô gái trẻ tóc dài mặc áo trắng đứng ở khúc cua lưng chừng đèo đi theo hướng từ Đam Ri lên Bảo Lộc, đặc biệt cả ba cô gái chỉ đứng dãy xe vào ban đêm mà thôi. Dưới chân của ba cô gái ấy còn có cả hành lý sách tay là ba chiếc ba lô, thậm chí có tài xế còn nói rằng em còn thấy bên cạnh chiếc ba lô là cả một đống sách vở giáo trình để mang theo về quê học bài nữa. Tuy nhiên, khi xe chạy lại gần thì không thấy ba hành khách đó đâu cả, chỉ có những tiếng gió như tiếng hú âm u quyền hoặc bí ẩn của đại ngàn mênh mông mà thôi. Sau đó, người dân địa phương bèn lập một chiếc miếu nhỏ để thờ cúng linh hồn của ba cô gái mong cho các cô sớm siêu thoát về thế giới bên kia sau này nhiều người khác ở các nơi đã tới phúng giếng quyên góp nên chiếc miếu nhỏ đó đã được nâng cấp thành một ngôi chùa nhưng lại phản phất nét kiến trúc của đền và miếu với rất nhiều màu sắc sặc sỡ cùng một số bức tượng phật câu chuyện chụp hình bao nhiêu đều bị mờ hết thú thực khi nghe kể có chuyện giống màu liêu trai kỳ dị ấy chúng tôi cũng thấy lành lạnh sống lưng khi bắt đầu vượt lên đèo bảo lộc tuy nhiên khi lên tới đỉnh đèo thì cũng là giữa trưa trời tây nguyên nắng vàng chúa chan rực rỡ khác với vẻ âm u quyền bí của câu chuyện kia khi chúng tôi đưa máy ảnh lên định chụp vài tấm làm lưu niệm thì bất ngờ có một người phụ nữ chạy lại xua tay với giọng nói khẩn thiết như quan này các chú ơi xin các chú đừng chụp hình ở đây ba cô ở đây rất sợ bị chụp hình vì các cô đã về bên kia rồi không muốn bị người khác thấy trước đây nhiều người lên đây cũng đã nhìn thấy ba cô có chụp hình lại nhưng khi kiểm tra máy ảnh thì tất cả chỉ là một màu đen tuyền không có bất cứ một hình ảnh gì nữa. Thú thật, chúng tôi dù chưa biết thực hư câu chuyện ra sao, nhưng nếu chụp hình quanh khu vực nơi ba cô gái thường xuất hiện mà đem về nhà thì máy ảnh bị mờ hết. Đúng là chuyện khó tin, nhưng có thật. Đem câu chuyện này hỏi bà Đặng Thị Lộc, trụ trì của miếu ba cô này, thì được biết đúng là trong quá khứ nơi này có xảy ra một vụ tai nạn thương tâm làm ba cô gái trẻ đi xe hướng từ dưới Đam Ri lên Bảo Lộc bị mất mạng thật. Tuy nhiên, ba cô gái đó vẫn hiện về sau đêm đen mà nhiều người đồn thổi là không có cơ sở. Bà Lộc nói: "Tôi ở đây đã nhiều năm, cũng có nhiều đêm thức đi lên quan sát nhưng chưa bao giờ gặp cô gái nào cả, và càng không gặp oan hồn người chết nào. Bao giờ mấy năm trước nơi này có một vụ giết người, một cái xác chết của một cô gái nữa, càng khiến cho câu chuyện trở nên kỳ bí lạ lùng hơn do lời đồn đại của nhiều người dân mê tín. Tuy nhiên, khi công an vào cuộc và đã khám phá ra toàn bộ âm mưu của kẻ thủ ác rồi không có oan hồn nào gây án cả." Nói thêm về chuyện ba cô gái xấu số, bà Lộc cũng cho biết sau khi tai nạn xảy ra, ít lâu gia đình của các cô ấy đã tìm được thi thể của ba người bị mắc kẹt ở khe núi và đem lên chung cất ở phía sau núi kia, chứ không phải bị mất xác như nhiều người kể. Sau một thời gian, gia đình họ đã tới bốc cốt đem về quê an táng. Ngoài ra, cũng theo ông Trần Tân, trưởng phòng văn hóa thể thao và du lịch của huyện Đạo Ai, đúng là miếu ba cô nằm trên đèo Bảo Lộc, trực thuộc quyền quản lý của phòng văn hóa ở đây, nhưng không hề có an hồn người chết nào cũng là người dân khi sinh sống nhiều năm ở đây nhưng chưa bao giờ gặp những oan hồn như thế miếu ba cô là một nơi được người dân trong vùng dựng lên theo tín ngưỡng phong tục chứ không phải là do oan hồn hiện hình những tin đồn bị đặt như vậy có lẽ là do những kẻ xấu muốn làm người khác hoảng sợ khi đi qua đoạn đèo này ngoài ra ông tân cũng cho biết thêm do đoạn đèo này được coi là có cua gấp nên rất khó đi thường xuyên xảy ra tai nạn chết người nên đã có nhiều tai nạn xảy ra tại nơi đó đề nghị người dân nên cảnh giác khi đi qua nơi này